xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nắm Mắt Miền Tây ạ. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta đến công trình, đội công trình đang thi công cầu kênh sáng, dạ cầu sắt kênh sáng ở thị trấn Chợ Mới nha cả nhà. Dạ, bởi vì cầu kênh sáng cũ thì xuống cấp quá rồi, rất nguy hiểm cho bà con mình lưu thông qua lại. Bây giờ thì có sự quan tâm của chính quyền các cấp địa phương thì cho thay xây lại cái cầu mới cho cả nhà. Và hiện tại phía trước màn hình của chúng ta đây là chiếc cầu tạm nha cả nhà, cầu sắt tạm, đội công trình thi công bắt tạm cho người dân mình qua lại thôi, lưu thông thôi. Còn hiện tại thì đang làm thi công một công trình, đang làm cái cầu mới đây nè cả nhà. Tôi mời tất cả mọi người theo dõi nha. Thank you.
đội công trình thi công này là công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Chúng ta cũng thấy đội công trình thi công của cầu phà của thành phố Hồ Chí Minh thi công nãy giờ đóng cột sắt rất là nhiều rồi. Thôi thì tôi có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tôi trên kênh Nóng Mát Miền Tây ạ. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau. Xin chúc tất cả những anh em công nhân của công trình thi công công việc thật là an toàn, thật nhiều sức khỏe và luôn an toàn trong công việc ạ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.